Sáng giờ thì mình làm cho cái bát mà cái clip trước mình quay cho các bạn xem á, thì đây là cái đường dìa của mình các bạn, thì nên mình chừa lại, mình chưa có làm. Bát này thì cái nền này các bạn, bát cuốn vô trong, bát dời vô trong cái bờ ngang trống này các bạn. Rồi mình cũng mượn đường của cái bát đó thì mình cũng qua đoạn miếng đất của cái chú bên đây các bạn. Thì mình cũng mới bò qua hả, mới bò xe qua, thì để mình lại mình hỏi chú coi chú làm sao các bạn. Mình vô đây làm thì mình nhờ cái bên có người cập ranh người ta làm các bạn, thì mình cũng làm thì mình cũng đỡ được cái thời gian mình vận chuyển á. Nãy giờ thì mình cũng lại là mình cũng khui cái đường nước đặng cho nước nó chảy ra cạn hết các bạn. À, đây là chú đất này các bạn. Ủa chú này là chú làm sao? Cái này cũng như là nó bên đây là không có đường đi xe nó vô, chứ tôi nuôi heo á. Dạ. Thành ra tôi kè ra có cái bờ vô để mà cho xe tải chạy đúng không? Ờ, xe tải. Dạ dạ dạ. Ăn vô á. Dạ. Cái này thì chú múc đường mương hay là chú dỡ lớp đặng mới có đất làm? Cái này cũng như mình dỡ lớp cạn cạn đi. Dạ, dỡ cạn cạn đặng chuyển đất vô. Chuyển đất vô, mình còn làm ruộng. Dạ. Chứ không có. Dạ. Cái này thì mình dỡ thì mình chắc mình khỏi phá ha chú, mình cào răng thôi. Đặng sau này dịch cho chú lội xuống với lùa. Cái nó bằng không, nó bằng lại hả? Ờ, cào răng được rồi. Với lại mình phá cái đất nó dẻ, mình xào lúa nó không được tốt á. Ờ đúng rồi. Dạ. Rồi cái ống bọng này là chú đặt ở đây luôn hay đặt chỗ nào? Ừ, đặt ngay chỗ này luôn, đi chỗ này, đi chỗ cũ luôn. Là chỗ này là chú kè cái đường đi lên tới đâu? À, chưa tới cây Thanh Diệp đó. À. À. Ủa vậy là mình đặt tắt qua lộ bên đây hả chú? Ừ, tắt qua lộ. À. À rồi rồi. Tắt qua lộ mình đi qua. Dạ. Thôi vậy là mình con canh từ cái chạng dính giữa đó thì con dỡ chú gần 2 tấc ha. Ừ. Truyền đại vô thì ừ. Nếu đất có dư nhiêu thì làm bự bờ nhiêu. Ừ. Rồi. Dạ. Rồi cái bờ này thì mình cơi cho cao lên hay sao chú? Ừ, mình cơi cao theo bằng với cái bờ này. Dạ dạ dạ. Bằng với bờ cũ. Dạ dạ dạ. Cái này thì mình lấy tầm chừng 2 tấc là chắc đủ đất rồi các bạn ơi. Thì mình lấy phía nằm dạng giữa ruộng vậy đó. Còn cái đoạn trên đây này các bạn, thì chú nói mình sẽ cuốn từ đằng đó mình chèn lại đằng cây chuối đằng kia các bạn. Đằng chú lắp cái hầm lại. Thì giờ trưa rồi thì con mình nó ngủ thì nên bà xã mình không có lên đây quay được, thì chiều nay thì bà xã mình lên thì mình sẽ chia sẻ về cái cách làm của cái miếng đất này. Cái lúc đầu thì chú tính mình làm cái bờ từ chỗ cái cây sinh diệp đó các bạn, mình xuống dưới này luôn rồi mình đặt cái ống bọng ngang bờ ngang này ngoài bà lá có đường kinh các bạn, nhưng mà mình nói với chú thôi đi, bây giờ mình đang thiếu đất các bạn ơi, thì giờ mình sẽ đặt cái ống bọng ở ngoài cái đường kinh giao thông luôn. Rồi trên đây thì mình khỏi đắp cái bờ, bên đó thì mình đắp cái cho cái bờ ngang ở chỗ đó các bạn, bên đó đường bộ luôn, thì mình làm tập trung đất mình làm cái bờ dưới này thôi, đặng cho nó đủ đất các bạn ơi. Chứ mình lấy cái này thì đất nó cũng hơi thiếu, mà mình chừa đất mình làm cái bờ đó nữa thì nó cái bờ rất là nhỏ thì xe tải nó vô không được, thì nên mình bàn với chú vậy đó. Cái chỗ đó mình mới đặt cái ống bọng rồi đó, các bạn, mà cái ống bọng nó vắng quá các bạn ơi. Bọng mình nói chú chịu khó chú mua cái ống bọng 6 mét đi chú ơi, thì chú nói con ơi giờ chú mua lâu rồi, cái ống bọng này mua lâu, mua 4 mét rồi, mà tại vì mình phải mà 4 mét mà mình đắp hơi thấp thì mình đắp bự được, còn cái này là mình đắp 4 mét à, mình đắp làm sao mà cho 3 mét đặng cho cái xe tải nó vô. Rồi mình lấy đất khô mà trong cái bờ đó mình nhận mấy cái lỗ rất là sâu trong cái góc bờ đó các bạn, rồi mình mới đắp ráng đắp cao bằng cái lộ luôn á, nhưng mà chắc bây giờ hiện tại chắc nó bự tầm dạng chắc chừng 2,5 mét quá, 2,5 mét 2,6 mét gì à. Thì để từ từ coi nữa cái khô á, cái chú lấy cây thì chú xịa đặng chú kè bự ra, chứ mình đắp bó tay luôn rồi. Cái này thì mình lấy mặt bằng xuống là mình lấy tầm nhận 1,5 tấc hả các bạn, nên mình lấy thì nó chắc nó bằng cái răng gào mình à.
chiều nay mình cũng ráng làm nặng cho mình be hết cái màu kia, nặng nước nó lớn lên các bạn, nó lớn vô cái ngày mai bắt đầu mình nghỉ nữa. Mình bằng ăn giờ cái vùng trại Vinh này nè, cái vùng chỗ mình đang làm nè các bạn, chỗ này mần thì mình mần mà giống như là các bạn chuyền đất, các bạn hút đầy gào chuyền hết cần là người ta phái các bạn ơi. Còn mần lẹ hay mần chậm rồi mình thấy cũng không quan trọng nữa, tại vì người ta giờ nhìn cái cặp mắt người ta cảm thấy người ta quen rồi. Như giờ mình nhờ mình chạy chậm người ta cũng không nói nữa, tại vì người ta quen mình rồi. Mình chạy ở đây là tầm dạng qua cỡ 5-6 năm ở đây rồi thì nó anh em người ta biết mình nhiều lắm. Thì giờ người ta nói nghe cái tên của mình thôi lòng vòng đây là người ta biết đó, đây là mình chia sẻ thật trên đây luôn đó các bạn ơi. Thì mà đi chỗ khác người ta không biết mình, nên mình làm ở vòng đây thì anh em người ta biết mình nhiều quá mình cũng đỡ lắm. Đỡ là mình đỡ gì cái tâm lý mà chậm bằng lẹ các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, mình mần giờ mà mình mần mà chú đất đứng bờ nó trời vô mà chậm dữ vậy, mần chậm dữ vậy chú, nói vậy tâm lý ai cũng vậy, mần mướn người ta nè mà cái tâm lý mình mần không có được, nên mình giờ mình mần ở đây thì mình đỡ được cái tâm lý đó rồi. Giờ chú chú đất bây giờ chú đặt bọng rồi, giờ chú vô đó, chú đi đâu mất tiêu rồi mình không thấy nữa. Thì chú chỉ ra quy cách mình vậy đó thì tự mình làm. Cái này thì mình lấy tầm có tấc mấy à, thì mình xúc đại các bạn, mình xúc đại 2-3 lần vậy nè cho nó đầy đầy gào. Cái chỗ đất người ta đứng bờ á, người ta nói từ chú đó mần đầy gào thấy mê quá ha. Ví dụ tâm lý vậy các bạn. Còn về canh mặt bằng đất làm ruộng này thì mình thấy cũng đơn giản thôi. Thì các bạn để ý cái mặt ruộng của mình nè. Mình đang lấy 1.5 tấc nè, từ mí này lên 1.5 tấc nè. Mình để ý cái mặt ruộng đó đó các bạn. Thì mình lấy dễ à, với lại phần cái này cũng có nước nữa thì cũng đơn giản, thì mình lấy sao mình thấy nước bằng bằng như là nó bằng rồi.
đầu cần của mình đó, nó bị khô máu bò hay sao à? Chắc nó kêu quá, để chiều nay mình nghỉ rồi mình bơm máu bò luôn. Cái miếng đất này thì nó cứng hơn cái miếng đất mình đắp nền nhà các bạn. Làm mà cái nghề của mình nè, thường mấy bạn mà tài xế mà mới vào nghề đi chạy xe người ta, bạn vô đất mà quan trọng là mình chủ đất đi dẫn mình đưa đi coi một vòng đất, cái đường mình đi á, mình đang đi là mình phải suy nghĩ, mình tính mình làm sao rồi, làm sao cho nó miếng đất, nhiều khi chủ đất người ta như thế, mình đang thí dụ miếng đất này đi, đất này thí dụ như chủ đất nói mình kè tới đây là làm cái đường lộ vô luôn, mà ngoài đó thì có cái đường lộ nữa các bạn, thì mình bàn với chú liền, mình nói chú ơi giờ mình dở về nè, nó đang thiếu đất nè, giờ mình đắp, tập trung mình đắp cái bờ đáy dưới đi, bờ đáy là bờ này bờ sông bờ ngang đó các bạn, thì mình đắp đại cái bờ đó bự bự đi cho xe nó vô dễ, mình đắp thì mình gom xuống đây hết luôn, mình làm vậy thì nó hơi lâu hơn chừng một tiếng đồng hồ à, nhưng mà mình thấy làm vậy thì cái đường đi nó tiện lợi hơn, còn mà mình dỡ lớp mà cái miếng ruộng này sâu quá đi thì mình xạ lúa nó không có trúng, tại vì mình lấy sâu quá đi rồi đất phèn nó lên đó các bạn, mình xạ đâu có trúng. Mình cũng có lấy thử vài miếng đất rồi, có người kêu mình lấy 3 thất mình vẫn lấy luôn, lấy rồi thất mấy năm các bạn ơi, thất 2-3 năm luôn á. Làm mà quan trọng cái cách làm của mình á. Mình thì mình nói thật là mình chạy cũng không có hay, không có giỏi. Nhưng mà mình vô mảnh đất mình làm á thì mình nói chuyện chủ đất là người ta nghe mình á. Này giờ mội quá trời quá đất mội các bạn ơi, mình nãy giờ mình cũng ráng dập mội để đêm nay nước nó lớn vô một cái thì mai ngập như cái biển nha các bạn, thì mình đậu mình nghỉ, thì mình đang xử lý cái dòng đai ở ngoài trước mội này, thì mội đáy không à, nằm dưới như vậy khả năng này nó hết mồi chắc nó cũng hơi thấp các bạn ơi, nằm trên thì nó chắc cú hơn. Cái này thì hồi nãy mình có móc sâu hết rồi các bạn, bây giờ mình đang nện cho nó dẻ xuống coi nó hết được phần nào thì nó hết. Thôi thì giờ cũng chiều rồi các bạn ơi, thì mình cũng xin tạm dừng cái clip mình ở đây. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe, các bạn đăng ký là toàn bộ miễn phí hết, ở góc phải màn hình của bạn á có cái chữ đăng ký, các bạn bấm vào đó giùm mình, đặng khi mình ra một cái video mới á nó sẽ hiển thị vào cái chuông thông báo trong máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.